Mến chào toàn thể quý hàng các nhà đầu tư nhá. Mình tên là Trọng Thơ, hiện tại mình đang công tác và làm việc tại bất động sản Kim Cương. Thì cái buổi trưa ngày hôm nay, công ty bất động sản Kim Cương bung ra hai vị trí vô cùng đắc địa, vô cùng đẹp. Hiện tại Becamex đang cho thi công xuống cống thoát nước và cho cống nước sạch xuống đường. Thì với diện tích 5x30 thổ cư 100%, đường 16m. Đấy, chỉ còn 2 tuần nữa thôi. 2 tuần nữa là xuống cống xong và đổ sỏi lưu đường cho xuống nhựa, thì giá đất nền ở đây sẽ tăng trưởng rất cao. Và với cái giá đất từ 6 đến 7 triệu trên mét vuông mà quý vị có một vị trí cực kỳ đẹp, vô cùng đắc địa, gần trường học Minh Thành, gần chợ, gần trung tâm xã, và cũng nhất là cách khu nghiệp Becamex Trân Thành chỉ có 450m thôi nha quý vị. Xin mời quý vị xem theo cái tay của Trọng Thơ đang chỉ đây. Trước mặt là ba trường học Minh Thành, trường mầm non cấp 1, cấp 2. Bên tay phải Trọng Thơ, đây là quốc lộ 14. Dọc quốc lộ 14 rẽ trái chúng ta sẽ ra ngã tư Trân Thành và ra Vincom Trân Thành đang cho khởi công. Rẽ phải chúng ta sẽ về Đồng Xoài. Và từ quốc lộ 14 trước mặt tay Trọng Thơ chỉ lên 250m chúng ta sẽ tới cổng số 3 khu công nghiệp Trân Thành. Và trước mặt Trọng Thơ đây, ngay cái cột cái nhà mái thái đó là cái cổng số 1 của khu công nghiệp Becamex, và là tuyến đường D1 thông từ giai đoạn 1 qua giai đoạn 2, giai đoạn 3 và trở về trạm thu phí Trân Thành đi về Bảo Bàng, Bình Dương rất là nhanh nha quý vị. Xin mời quý vị xem hai vị trí của Trọng Thơ giới thiệu hôm nay qua bản đồ ạ. Đây là hai lô đất mới bung ra trong buổi sáng ngày hôm nay mà công ty bất động sản Kim Cương bung ra đây ạ. Ngay vị trí này với giá chỉ 6 đến 7 triệu một mét vuông thôi. Từ đây chúng ta ra tới cái công viên chỉ có 120 mét thôi nha quý vị, là ra tới công viên rồi. Chạy thẳng ra tới tuyến đường Minh Thành An Long, rẽ phải ra tới đường mòn Hồ Chí Minh, rẽ trái chúng ta ra chợ Minh Thành. Và bên đây là khu công nghiệp Becamex Trân Thành với diện tích 450 ha, đã có 20 công ty về đây hoạt động, và mạnh nhất là tập đoàn CP Food Thái Lan về đây và mở khai trương tháng 10 năm 2020 và được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về đây dự. Và cũng từ cái vị trí đất này chúng ta ra tới tuyến đường D1 xuyên giai đoạn 1, giai đoạn 2, ra ba trung tâm thương mại lớn ở vòng xoay đường mòn Hồ Chí Minh. Và dọc cái tuyến đường D1 này thì Becamex quy hoạch xây nhà phố liền kề với thiết kế là 1 trệt 2 lầu. Nha, tuyến đường D1 thì rộng 50m, từ đây ra tuyến đường D1 chỉ có 150m thôi, ra tới nhà phố luôn. Và rẽ phải ra lại quốc lộ 14, rẽ trái chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại Vincom, chúng ta vào đó sắm đồ nha quý vị. Thì quý vị, quý chị nào quan tâm tới đất nền Becamex Trân Thành, Bình Phước, liên hệ em qua số điện thoại 0962 854858 để được tư vấn hỗ trợ và lên xem thực tế dự án tại đây và xem những vị trí đắc địa và đẹp. Hãy chọn cho mình những vị trí sinh lời nhanh nhất nha quý vị. Hãy liên hệ với Trọng Thơ. Xin chào và hẹn gặp lại.